là muốn ăn muốn ngủ muốn này cái kia nó bị quy luật nhân quả sai, chúng ta làm nô lệ cho nhân quả. Không phải còn hiểu được nô lệ, một con người nô lệ, chúng ta chưa phải là làm chủ nhân quả. Bây giờ mấy con có làm chủ được cái thân không chưa? À, mà chưa làm chủ được cái thân của mấy con thì mấy con bị nô lệ chứ. Bây giờ nó đau mấy con nằm nó kêu chứ, nó có thể đau được không ai không? Bây giờ nó muốn tắt thở chết thôi chán sống đó, nó có sống được như vậy thì mấy con bị nhân quả chi phối sai lầm. Cho nên hôm nay thầy dạy mấy con là tu tập làm chủ nhân quả trong lúc sinh tử, muốn chết thì nào chết, muốn sống thì nào sống, coi như mình ra ngoài cái dòng điều khiển của nhân quả. Bây giờ mới điều khiển lại nhân quả. Bây giờ biểu nó bây giờ giờ này muốn ăn bảo mình nào cầm ăn, nhân quả sai mình muốn ăn cái gì nhưng mà sao ăn được. Từ cái làm chủ cái ăn cho đến cái làm chủ cái ngủ nó sai được, thì mình làm chủ cái thân này dễ dàng. Mà cái người muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, thì cái người này không bao giờ làm chủ thân thể. Cho nên trong thiền tâm nói đói ăn khát ngủ, mà đói ăn mệt ngủ thì mấy người này là tự tại, thì thầy nó không có tự tại đó, mà bị nhân quả sai. Cho nên ở đây cái người tu người ta làm chủ hết, tới giờ ăn người ta cho ăn đồ ngon ăn, vẫn biết ngon mà vẫn không ăn ngon ăn thầy, chứ không phải là trộn một cái số đồ ăn lại thành một cái cháo để rồi ăn không biết ngon dở. Hay đó phải có cái dạy chúng ta diệt các ăn, thế mà có số người là diệt các ăn, ăn không biết ngon dở, như vậy là trở thành cái cây mà để ăn không biết ăn cái gì. Ăn bao nhiêu sống chứ ăn gì, ăn biết ngon nhưng mà không đắm nhiệt, không hẹn. Toàn bộ tất cả các thực phẩm đều là bất tịnh, vô lực thực phẩm ngon. Thì cái hiểu biết của tri kiến chúng ta nó sẽ làm chủ chúng ta, gọi là tri kiến giải thoát. Chúng ta không làm chúng ta tham dục. Như vậy mới là tu, chứ mấy con chứ đâu phải tọt con tai điếc định nghe mới là tu đâu, mới là giải thoát, phải không? Để lỗ tai sáu tăng của chúng ta hoàn toàn, làm hoàn toàn nghe âm thanh tất cả mọi điều, nhưng không ai cám dỗ chúng ta được. Vì vậy mình không chủ.